Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3-4 bánh và các cái phụ kiện đi theo của nó. Các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo về video mới nhất khi mình mới đăng lên. Hôm nay để tiếp nối cái video hôm trước có quảng cáo về các cái motor điện 12V, 24V dùng ắc quy được sử dụng trên các cái dòng xe tải, lưng hàng, lưng ben và kéo lưng bừng xe, lưng hàng. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn ba cái mẫu mới nữa. Hôm trước là cái mẫu 3000 thì người ta quy định như thế. Ở trên thân của cái vỏ người ta sẽ ghi là LB, thì các bạn có thể xem ở trên đây, ví dụ như con này chẳng hạn này, thì nó đây là nó sẽ ghi là 3000 bao chẳng hạn như thế này. Đấy, con này nó ghi là 4500 này. Đấy, thì đây chính là cái đơn vị của nó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến các bạn là ba mẫu, mẫu 3500, mẫu 4000 và mẫu 4500. Giới thiệu về các cái phụ kiện khác nhau của nó thôi. Còn mình sẽ nói về thông số từng bộ một. Thì những cái bộ từ 3500 trở xuống thì nó sẽ không có điều khiển từ xa. Đấy. Đây. Như cái bộ này là không có điều khiển từ xa, là bộ 3500. Nó có các loại điện áp 12V và 24V. Xong đó đến là cái bộ 4000 này là bắt đầu đã có điều khiển từ xa rồi. Đấy. Có điều khiển từ xa này. Và bộ này là bộ 4500. Bộ này cũng có điều khiển từ xa và có cả giá đế của cái bộ tời nữa. Đấy, rất là đầy đủ. Bộ 4000 trở lên là rất là đầy đủ. Thì đối với bộ 3500 thì nó vẫn có cái đường kính cáp là 5mm, chiều dài cáp là 8m. Đấy, cân nặng là 8kg. Đối với cái bộ 4000 thì nó có cũng đường kính cáp là 5mm, chiều dài cáp là 8m và tổng trọng lượng là 10kg. Tiếp theo thì đến cái bộ 4500 này thì nó cũng có các cái thông số, sợi cáp của nó lớn hơn, cáp 6mm, chiều dài cáp là 15m, cân nặng là 15kg. Đấy, thì các cái thông số như thế. Đây là bộ, đây giới thiệu từng bộ một cho các bạn nhé. Trước tiên là cái bộ, bộ này là bộ 12V này, 3500LB này. Đấy, bộ này thì phụ kiện nó chỉ có vậy thôi. Phụ kiện chỉ có tay cầm, một cái dẫn hướng cáp để cáp nó đỡ tì này. Đấy, một cái mỏ ngoài này. Mỏ ngoài này hôm trước mình có giới thiệu rồi. Cái mỏ đi theo dây này. Mỏ này là mỏ pa lăng này. Và sợi cáp này. Một cái cầu chì. Đấy, những cái bộ khác thì nó cũng cơ bản như thế này. Bộ này thì có sức tải theo nhà sản xuất ghi là sức kéo là 1575kg, sức lưng là 350kg. Tiếp theo thì đến cái bộ này là bộ 4000 này, 12V. Tất nhiên là bộ này có cả 24V. Đấy.
Bộ này thì cũng có dẫn cáp dẫn hướng này, cũng có cầu chì này, cũng có mỏ móc đi theo cáp này, và cũng có mỏ pa lăng ở ngoài này. Đấy, và nó còn có cả điều khiển từ xa này. Đây. Đấy. Đây là công tắc tắt điện áp này, pin của nó ở đây. Đấy, còn đây là hộp nhận điện này, dây điện này. Đấy. Cái này là để cắm cáp cầm tay này. Lên xuống này, đấy. Cái này là bắt lên tay cầm này. Rồi. Và cũng có cáp mắc ở ngoài như này. Đây là bộ này. Bộ này theo nhà sản xuất là có sức kéo là 1.800 kg, sức lưng là 400 kg. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn bộ tiếp theo là bộ 4.500 lb. Bộ này cũng có tay cầm, điều khiển tay, cầu chì này, tủ điện này. Cái này để điều khiển từ xa trong cái này. Đấy, cũng có điều khiển từ xa này. Cũng có mỏ móc theo cáp này. Mỏ này to hơn này. Đấy, cũng có mỏ pa lăng này. Dây điện này. Cáp này. Đây là dẫn hướng này. Đây là dẫn hướng này. Và bộ này nó có theo một cái đế nữa này. Đấy. Bộ này thì theo nhà sản xuất là sức kéo là 2.050 kg này. Sức lưng là 450 kg này. Thì các bạn lưu ý sức kéo và sức lưng nó khác nhau nhé. Đấy, thì để tránh đánh đồng cái khái niệm đấy thì các bạn mua hàng lưu ý là sức lưng nó khác và sức kéo nó khác. Thì bình thường các bạn nhìn một cái nhà nhỏ như này này thì không bao giờ lưng được đến 2.015 kg này cả. Đấy, nó chỉ kéo ví dụ như một cái xe khoảng 2 tấn ở mặt đường này là nó kéo được này. Kiểu như vậy. Đấy. Còn khi các bạn kéo lên cao thì tải trọng nó sẽ gấp nhiều lần so với tải trọng nằm ngang. Cho nên nhà sản xuất nó có hai cái thông số quy định là sức kéo của nó là 2.025 kg, sức lưng của nó là 450 kg. Đấy là sức lưng và sức kéo tối đa nhé. Thế còn về mặt thực tế thì nó sẽ không bao giờ đạt cái khái niệm tối đa đấy. Các bạn sử dụng trong cái giới hạn thấp hơn thì nó sẽ bền hơn. Đấy, thì đây là các cái dòng sản phẩm. Ngoài ra thì nó còn 3 mẫu cao hơn nữa. Đấy là mẫu 6.000, mẫu 9.500 và mẫu 12.000 lb nữa. Thì mẫu đấy mình sẽ giới thiệu trong video sau. Bây giờ các bạn xem qua tổng thể qua 3 cái bộ là như này. Đấy. Đây là 3 bộ nhé. Còn đây là cái bộ cẩu của nó này. Đấy. Đây là bộ cẩu này. Bộ cẩu này thì mình có loại cẩu này là cẩu 500 cân này. Đấy, cẩu 500 cân, cần vươn ra là 1m7 này. Còn chiều cao đế là 1m2. Cái này nó có cổ xoay dưới này. Xoay rất là nhẹ. Đây là các 3 cái điểm chốt để các bạn lâng hạ. Rút cái chốt này ra thì có thể gục cần xuống này. Đây là bộ 5 tạ. Đấy. Riêng cái bộ cần 5 tạ này là giá 3.500.000 này, bao ship này. Còn đây là cái bộ này là bộ cần 1 tấn này. Bộ cần 1 tấn này, này nó to hơn này. Thì các bạn cần loại nào thì liên hệ Zalo số điện thoại 0983818955 nhé. Đấy, cần đây.